Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ đã có buổi làm việc về các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến trạm sạc xe điện. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, tại cuộc họp về chính sách phát triển phương tiện giao thông xanh và chính sách phát triển trạm sạc điện cho phương tiện giao thông xanh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao cho Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quyết định số 28/2014/QĐ-TTg quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, trong đó nghiên cứu, đề xuất và đánh giá tác động của cơ chế hỗ trợ giá điện đối với trạm sạc điện phục vụ phương tiện giao thông xanh. Theo Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, Nghị định số 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của Bộ Công Thương đối với trạm sạc cho xe điện nằm trong lĩnh vực năng lượng điện. Đối với lĩnh vực năng lượng điện theo quy định tại Nghị định số 78/2018/NĐ-CP, Bộ Công Thương có trách nhiệm xây dựng, ban hành các quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong lĩnh vực năng lượng điện, bao gồm các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe điện, trạm sạc điện cho xe điện và hạ tầng cung cấp điện cho xe điện. Thank you.